Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phiên họp thường kỳ tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Lễ trao giải thưởng cho giáo viên và học sinh đạt giải cao môn lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện năm học 2023-2024. Tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã Thành An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2024. Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 8 và nêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 9 năm 2024. Theo đó, trong tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển và đạt một số kết quả nổi bật. Tổng diện tích gieo trồng vụ thu mùa đến nay đạt 6.130,5 ha, bằng 100,1% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích lúa là 4.258,7 ha, bằng 99,4% cùng kỳ. Diện tích ngô là 588,9 ha, bằng 98% so với cùng kỳ. Tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc đảm bảo cho cây trồng có điều kiện phát triển tốt nhất, tăng cường thực hiện tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2024. Lũy kế đến nay đã thực hiện tích tụ được 289,07 ha, đạt 68,8% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, chăm sóc rừng trồng tập trung. Sản xuất thủy sản tiếp tục ổn định, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 287,2 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng là 246,7 tấn, chiếm 85,9% tổng sản lượng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tháng 8 tiếp tục duy trì sự ổn định, nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ, như quần áo các loại tăng 16,8% so với cùng kỳ, gỗ xẻ các loại tăng 16,5% so với cùng kỳ, gạch xây các loại tăng 15,9% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, lũy kế đến tháng 8 năm 2024, toàn huyện ước đón được 100.000 lượt khách du lịch, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 60 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, bằng 60% kế hoạch. Vận tải hành khách vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, vận chuyển hành khách đạt 423.330 lượt người, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa đạt 341.914 tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 130.070,3 triệu đồng, tăng 52,9% so với cùng kỳ, đạt 87,5% dự toán tỉnh giao và đạt 51,3% so với dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức kiểm tra làm việc với các xã Thành Công, Ngọc Trạo, Thành Mỹ để giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức giao ban với các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2024, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hướng dẫn các chủ thể đã đăng ký tham gia chương trình năm 2024, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm để trình hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, đảm bảo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 vẫn còn những khó khăn hạn chế, như tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, mặc dù đã có sự chuyển biến nhưng kết quả đạt được còn hạn chế. Đến nay, chưa có xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án còn chậm. Công tác giải ngân vốn đầu tư vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp so với kế hoạch. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đất nông nghiệp sang dồn điền đổi thửa đạt tỷ lệ thấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn tồn tại, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ, phương hướng triển khai trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, còn một tháng nữa là hết quý 3 năm 2024, khối lượng công việc nhiều, đề nghị các phòng ban cơ quan chuyên môn của huyện và Ủy ban Nhân dân cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết thống nhất, nhất là trong tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động. Vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, vừa động viên chia sẻ để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2024, các phòng ban chuyên môn của huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực trọng tâm đã được thông qua. Trong đó, cần theo dõi sát tình hình kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, cần theo dõi sát các tiêu chí, hướng dẫn các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trong năm nay, hoàn thiện điều kiện thủ tục hồ sơ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án và thi công các công trình trọng điểm, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung chỉ đạo các trường chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới, siết chặt công tác quản lý ngân sách nhà nước, quan tâm chỉ đạo các biện pháp tăng thu ngân sách địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ trao thưởng của gia đình giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và bà Lý Thái Xuân, kiều bào Mỹ, cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải cao môn lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023-2024. Tham dự có bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Thông tin, Bộ Ngoại giao, người được gia đình giáo sư Nguyễn Mạnh Quang ủy quyền đến dự và trực tiếp trao thưởng. Về phía huyện, tham dự có đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, các đồng chí lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường trung học cơ sở, các thầy cô giáo và các em học sinh đạt giải cao môn lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023-2024. Tại buổi lễ, đồng chí Quách Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Thông tin, Bộ Ngoại giao, đã trao các phần thưởng cho các em học sinh và các giáo viên có học sinh đạt giải cao môn lịch sử cấp tỉnh, cấp huyện trong năm học 2023-2024 với tổng kinh phí khoảng 75,5 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm động viên học sinh học giỏi và giáo viên dạy giỏi môn lịch sử, động viên các thầy cô luôn yêu nghề, tâm huyết với môn lịch sử, khuyến khích phong trào học tập môn lịch sử trong các nhà trường trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 8, huyện Thạch Thành phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa
tổ chức tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho hơn 200 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng phó các tổ chức đoàn thể ở thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các tổ viên tổ hòa giải và người dân xã Thành An. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý giới thiệu những chính sách của nhà nước về trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý theo luật trợ giúp pháp lý, phổ biến các nội dung cơ bản của số luật, nghị định và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, để người dân nắm và cách thức liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, báo cáo viên còn chia sẻ những tình huống cụ thể cùng với những căn cứ pháp luật giúp các đại biểu hiểu và dễ nắm bắt nội dung truyền đạt. Qua hội nghị này, giúp người dân nắm rõ hơn về pháp luật, nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý, có cơ hội tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật xảy ra trong đời sống thường ngày, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện, tranh chấp không đáng có, góp phần ổn định trật tự an ninh tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz trên kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Thạch Thành và trên kênh website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dừng công nghệ di động 2G, phổ cập điện thoại thông minh, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Thưa quý vị, mạng truyền sóng 2G là công nghệ di động được phát triển ở Việt Nam từ năm 1993. Trong những năm qua, các lỗ hổng bảo mật của mạng 2G đã và đang bị tội phạm mạng khai thác ngày càng nhiều, đặc biệt là tình trạng phát tán tin nhắn rác và lừa đảo qua tin nhắn. Không chỉ vậy, 2G cũng là nguyên nhân cản trở việc triển khai những kết nối di động mạnh mẽ hơn như 4G, 5G, 6G. Do đó, việc tắt sóng 2G là cần thiết. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, giấy phép tần số cấp cho mạng 2G sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 9 năm 2024. Chính vì vậy, Bộ sẽ triển khai quy hoạch lại và tần số này sẽ không phục vụ cho máy 2G only. Mục tiêu của việc tắt hoàn toàn sóng 2G là để tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà mạng và quốc gia. Nhờ đó, hệ thống mạng 4G sẽ được cải thiện chất lượng, tối ưu chi phí vận hành và khai thác, phục vụ tốt hơn cho người dân. Việt Nam đã lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mà Thủ tướng đã phê duyệt là phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam. Theo các chuyên gia, tắt sóng 2G sẽ là cuộc cách mạng để thúc đẩy chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số một cách nhanh chóng, và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh và mạnh hơn. Khi 100% người dân sử dụng smartphone, sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều hơn, nhà mạng có thêm doanh thu và cơ hội mới để phát triển. Người dân có thắc mắc và khiếu nại về máy điện thoại 2G không được kết nối mạng, có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ hướng dẫn. Với mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số, người dân nên sử dụng điện thoại thông minh để được tiếp cận nhanh với môi trường số, dịch vụ trên băng rộng di động. Công ty ProSport Thạch Thành trân trọng thông báo là đơn vị thành viên của ProSport được trực tiếp quản lại từ công ty trách nhiệm hữu hạn An Khánh chi nhánh nhà máy may xuất khẩu Thành Thọ. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2024 và góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân ở huyện Thạch Thành, công ty ProSport đang có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn với mức thu nhập trung bình từ 6 triệu đến 12 triệu đồng trên tháng, thông tin cụ thể như sau. Số lao động cần tuyển hơn 500 lao động, trong đó nhân viên hành chính nhân sự, cán bộ đơn hàng, kế hoạch xuất nhập khẩu, nhân viên kỹ thuật, may mẫu, giải truyền, nhân viên cơ điện, cơ khí, nhân viên Kaizen hướng dẫn và triển khai thao tác, nhân viên kè cữ, tổ trưởng truyền may, nhân viên QC, inline, kiểm hàng là hoàn thiện, công nhân may trực tiếp là 500 lao động. Ngoài ra, công ty thường xuyên mở các lớp đào tạo miễn phí nghề may cho những lao động chưa có tay nghề. Khi người lao động vào làm việc tại công ty sẽ được hưởng các chế độ chính sách như sau. Được công ty ký kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng luật, hỗ trợ 5 triệu đồng trên 4 tháng đầu cho công nhân mới, thưởng chuyên cần 500.000 đồng trên tháng, hỗ trợ xăng xe 400.000 đồng trên tháng,
hỗ trợ tiền phụ cấp nhà trẻ 100.000 đồng trên bé trên tháng, thưởng thâm niên áp dụng nối thâm niên cũ, thưởng gắn bó 100.000 đồng trên tháng, được nghỉ chủ nhật hàng tuần, được nghỉ phép, nghỉ lễ và năm theo quy định. Thưởng ABC thưởng các ngày lễ, lương tháng 13 và thưởng vào dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, những lao động tuyển dụng vào từ ngày 15 tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2024 sẽ được áp dụng nối tiếp thời gian làm việc tại công ty cũ để tính thưởng lương tháng 13. Tặng quà vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, trung thu, quà cưới, được cung cấp bữa ăn trưa miễn phí tại công ty, khám sức khỏe định kỳ và cấp phát áo đồng phục hàng năm. Đặc biệt, đối với lao động đến công ty nộp hồ sơ và được bố trí vào làm việc thì được hưởng như sau. Thưởng 200.000 đồng trên lao động áp dụng cho công nhân may và đào tạo may. Vậy các bạn nam nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn tiếp nhận. Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp tại phòng tuyển dụng của công ty, chi nhánh nhà máy may xuất khẩu Thành Thọ, thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phòng hành chính nhân sự, số điện thoại 039 616 9933, 0348 926 689 hoặc 0984 575 551. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo, nhằm đồng hành với quý khách hàng trong việc phục hồi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, Agribank chính thức triển khai chương trình cho vay trung hạn, dài hạn, ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh với những nội dung chính như sau. Quy mô của chương trình ưu đãi là 20.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay, lãi suất cạnh tranh chỉ từ 6% trên năm, thời hạn vay vốn từ 12 tháng trở lên. Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân vay vốn lần đầu, khách hàng không có dư nợ vay tại Agribank trong vòng 1 tháng gần nhất, tính đến thời điểm giải ngân. Khách hàng đã ký hợp đồng tín dụng trước thời điểm triển khai chương trình nhưng chưa giải ngân hết. Khách hàng ký hợp đồng tín dụng để vay vốn phục vụ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Thời gian triển khai áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn nếu đã đạt được quy mô. Để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết về chương trình cho vay trung hạn, dài hạn, ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân, đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các chương trình cho vay ưu đãi khác với thủ tục nhanh chóng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách hàng, vui lòng liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373877140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373847137 hoặc số di động 0917410656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thạch Thành trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Kính thưa bà con nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thành, thực hiện chủ trương của nhà nước, quy định Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel huyện Thạch Thành phối hợp các cấp chính quyền chuẩn bị tắt sóng điện thoại di động 2G. Các máy điện thoại di động 2G sẽ không liên lạc được để không bị gián đoạn thông tin liên lạc điện thoại. Đề nghị bà con nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thành đến cửa hàng Viettel, điểm bán điện thoại hoặc nhân viên địa bàn Viettel tại xã để được nâng cấp chuyển đổi lên thiết bị 4G, tiếp tục sử dụng dịch vụ viễn thông. Thời gian, tất cả các ngày trong tuần. Khi đi cần mang theo căn cước công dân, máy điện thoại để được tư vấn. Chi tiết liên hệ nhân viên địa bàn Viettel tại xã để được hướng dẫn và hỗ trợ. Trân trọng kính báo. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.